ta sang một phần nữa. Đấy là chúng ta viết chương trình nhập các hệ số phương trình bậc 2, tính delta và xuất delta ra màn hình. Như vậy tính delta như đây, 1.4. Nhập hệ số và tính delta. Nhập hệ số và tính delta phương trình bậc 2. Ok. Thế thì tương tự chúng ta mở cái netbin này ra, cũng là copy cái dòng này, bấm vào đây new java class, gõ là lab 14. Finish. Xong lại paste cái này vào đây, thêm dấu ngoặc nữa. Các bạn chú ý phải là tiếng Việt đi mới được. Rồi, ra. Như vậy nhập hệ số thì ta có hệ số ABC không? Chúng ta ghi là scanner s bằng new scanner. Ok. System.in. Bạn luôn luôn gõ căn dấu cách nhé. Mình có ghi này. System nhập hệ số A bằng, ta có in A S chấm đấy in. Ok, in B tương tự nhập hệ số B, B bằng next next e. Ok, nhập hệ số c, c bằng s next e. Bây giờ ta có in delta bằng b bình phương trừ 4 là c đúng không? B nhân B trừ 4 nhân A nhân C nhỉ? Bây giờ căn delta float 81 xuất gì nhỉ? Bây giờ xuất gì? Căn delta sẽ bằng mass chấm sqrt của delta. Ok, chúng ta sẽ in ra quỷ. Ok, ok, chúng ta system căn đen ta là 2.% f chấm một đi, chấm một f print f nhé. Chiều đây là gì đây, căn đen ta. Okay, mới chạy lại run file này, nhập a bằng 1, b bằng trừ 4, c bằng 3, căn delta là quấy, nhầm, cái chỗ này là gì các bạn, phần trăm, a bằng 1, b bằng trừ 4, c bằng 3, căn delta là 2.0. Okay. Có trường hợp mà chúng ta căn delta nó delta là số âm thì ta không tính như căn, đúng không nhỉ? Nhiều trường hợp thế. Những trường hợp này là đúng rồi. Ví dụ thế thì đây ta chỉ demo về cái việc chúng ta sử dụng scanner, next in các thứ thôi và hàm mass thôi. Cho đó chúng ta sẽ không xét đến các trường hợp đó.
tính nhập hệ số và tính căn delta.